Siêu thị ô tô Bình Dương chuẩn bị bàn giao một chiếc Stella 2018 bản phun dầu về Biên Hòa cho anh trai tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 2018 phun dầu. Anh mua rất là nhanh và ngày hôm nay thì anh chị xuống đưa phun tiền và lấy xe mang về Biên Hòa. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đấy, một chiếc Stella 2018 phun dầu. Đã xì ba đánh bóng rửa dọn rồi. Hôm trước về là bên em chưa có xì ba luôn. Ngày hôm nay đã long lanh rồi. Đó. Rất là cảm ơn anh chị đã tin tưởng một siêu thị ô tô Bình Dương. Giờ này nhân viên bên em sẽ cho anh chị ký biên bản bàn giao cũng như là cam kết chất lượng ha. Để cho anh chị nhận xe. Đó, em Cerola, một mẫu xe 7 chỗ cỡ lớn ha. Rất là đẹp, bản này bản phun dầu. Rất nhiều option. Đây, tặng anh món quà và cho anh ký biên bản bàn giao xe đây. Đó. Bảo hành cho anh 10.000 km động cơ và hộp số nhé. Đó. Ok. Đó, xe ngày hôm nay đã xì ba xong hết rồi. 2018 nhưng ngày hôm nay thì bên em giao rất là nhiều xe. Thế là cứ lần lượt sẽ giao hết tất cả những mẫu xe cho khách hàng thân yêu để khách hàng đi chơi Tết. Rồi, thay mặt cho siêu thị ô tô Bình Dương cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đấy, bây giờ thì sẽ tặng anh chị một món quà chụp hình lưu niệm để cảm ơn anh chị. Đó. Rồi, cả nhà mình cùng cười nào. Mỗi tội đeo khẩu trang. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều nhá. Cảm ơn anh chị. Chúc anh chị đi tốt dùng bền.